Hoa hậu Đỗ Hà dương tính với SARS-CoV-2 và hủy chuyến bay về Việt Nam. Cách đây gần một tuần, chung kết Miss World 2021 đã phải tạm hoãn ngay sát giờ lên sóng vì lý do có nhiều thí sinh, nhân viên của ban tổ chức dương tính với SARS-CoV-2. Thời điểm đó, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này, Hoa hậu Đỗ Hà vẫn có sức khỏe và tinh thần khá tốt. Mặc dù nhiều thí sinh trong nhóm chơi hận với Đỗ Hà trong cuộc thi dương tính với Covid-19, song đại diện Việt Nam vẫn nhận kết quả âm tính. Sau khi ban tổ chức cuộc thi đưa ra thông báo tạm hoãn đêm chung kết tới tháng 3 2022. Đỗ Hà đã bay về Mỹ, tận hưởng một vài ngày nghỉ và chuẩn bị trở về Việt Nam. Tuy nhiên, sáng 23 tháng 12, theo giờ Việt Nam, người đẹp test và phát hiện bản thân dương tính với SARS-CoV-2. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam, về gặp lại bạn bè và gia đình sau một quãng thời gian dài. Nhưng có những chuyện dù mình không muốn nhưng nó đã xảy ra. Hà đi test và nhận được kết quả dương tính với Covid-19, nên phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏi mới có thể về Việt Nam. Đỗ Hà cũng cập nhật thêm về tình trạng sức khỏe của bản thân hiện tại. Sức khỏe của mình vẫn ổn và mình vẫn đang rất lạc quan để điều trị, mong sớm khỏe để về nước và tiếp tục công việc. Rất nhanh chóng, thông tin này đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khán giả, người thân hâm mộ Hoa hậu Huệ Hạnh Thả. Mọi người để lại bình luận, động viên và cầu chúc Đỗ Hà sớm khỏe lại. Đáp lại những tình cảm của mọi người, Đỗ Hà chia sẻ: Hà cảm ơn gia đình, các anh chị trong công ty, ekip, bạn bè, fan đã luôn bên cạnh Hà và động viên mình trong khoảng thời gian này.